Đây là bờ kè của thành phố Nha Trang các bạn. Đây là ngay góc cầu Bóng bên phía Tháp Bà, nhìn qua cầu Trần Phú, phố biển Nha Trang đây. Đây là cái cửa biển của thành phố Nha Trang, cửa sông đây. Đây là cầu Bóng, hay còn gọi là cầu Tháp Bà. Đây Tháp Bà Bonaga đây các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức cái ẩm thực và du lịch của thành phố Nha Trang. Rất là đông khách Trung Quốc đây các bạn. Khách đoàn của Trung Quốc đang đi du lịch tại thành phố Nha Trang. Ốc Hương chuyên bán các loại ốc hải sản, cháo, ở cái mai và cả bỏ sĩ nữa, tại số 85 đường Tháp Bà, phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang. Các bạn có thể thấy đây là không gian của quán. Sẽ thưởng thức cái những cái món ốc, những món hải sản rất là tươi sống, đặc biệt tươi sống của thành phố biển Nha Trang, một cái nét văn hóa, một cái thiên đường ẩm thực về hải sản tươi sống. Thì các bạn thì thấy đây là không gian được hải sản được nuôi sống và cho thở oxy ở trong ao, từ tôm, cá, mực đến tất cả các loại ốc đây. Bạn có thể chiêm ngưỡng được từ ghe cho đến tôm hùm và cả hầu và cá, tất cả đều rất là còn tươi sống, còn đang bơi. Đây là khách đang chọn hải sản các bạn, khách nước ngoài, khách Trung Quốc. Khách đang chọn hải sản và ốc. Đây là cái anh phụ bếp đang cân ốc và hải sản cho du khách du lịch rất là thích ốc tại quán Ốc Hương, số 85 đường Tháp Bà. Thì anh đang tiếp khách du lịch Trung Quốc. Rất là nhiều hải sản tươi sống, từ loại nhỏ đến loại to. Tôm hùm đây các bạn. Đây đây các bạn có thể máy thử oxy là khách ghé xem menu và coi giá. Đây các bạn, đây là món xà lông đang được nướng mỡ hành. Đây là một cô đầu bếp. Ở bên này cũng có một nồi để mà luộc, để hấp và đã hầm món ốc xà lông đang được hấp đây. Đây các bạn, tôi ngồi ngay mặt tiền và khách có thể chọn hải sản ngay mặt tiền đường Tháp Bà. Cân cô? Đây là 1,8 triệu. Giá bây giờ là 1,8 triệu em cô? Bây giờ là 1,8 triệu. Dạ. Đây, các bạn thấy con tôm rất là to. Đây. Ở bên
nước thở oxy của tôm và ốc luôn các bạn. Còn cái này là tôm hũ ly. Tôm hũ ly thì nó nhỏ hơn, và cô đang cầm là con tôm hùm. Đó, các bạn quan đang bắt con tôm hũ ly. Cho mình xem. Con này thì bao nhiêu một cân cô? 1 triệu 1 ký. 1 triệu 1 cân. Con này khoảng mấy cái? Mấy lạng à? 4-5 lạng. Dạ, rồi đây là tôm hũ ly nè các bạn. 1 triệu 1 cân. Tại quán ốc Hương. Đỏ là các bạn, người dân hay gọi là tôm Úc. Rồi, cô đang lên lấy lên cho chúng ta xem con tôm Úc, tôm hùm đỏ đây. Đây các bạn. Cái này bao nhiêu một cân cô? Cái đây muốn 1 triệu. 1 triệu 1 cân. Rồi, cảm ơn cô. Gì đây anh? Cái mú. Cái mú hấp đúng không? Cái mú hấp. Dạ, hấp rau đúng không? Dạ. Rồi, đây đầu bếp đang bê món cái mú hấp lên cho khách du lịch ăn. Thì các bạn nghe. La bà. Nướng mỡ hành với đồng hồng này các bạn. Đây là cá mú. Một loại cá rất là bổ dưỡng của phố biển Nha Trang. Đây là cháo tôm hùm khách đang ăn nè. Các bạn thấy đây. Cô đang cháo tôm hùm. Đây đang ăn một con cua biển rất là to. Tươi sống này cô. Cái đây tôm này là tôm chết là đây chan. 300 hả cô? Còn con sống 400 450. Dạ rồi. Thôi con cảm ơn cô. Đây được chế biến ngay tại mặt tiền của quán. Đang làm cơm trắng à, nấu 2 tô nó cho ăn. Đang nướng con sò lòng đây. Cô, cái con mà cô đang nướng ở phía trong tông này là con gì cô? Cua. Con cua gọi là cua gì cô? Cua gạch đó hả cô? Dạ dạ rồi. Đó là khi mình mở ra nó thể thành hai phần vậy. Mình mở đi mình nướng hả? Dạ dạ rồi, con cảm ơn cô. Chết còn tôm sống rồi. Tôm này gọi là tôm gì cô? Tôm sú. Tôm sú mà từ thuyền đi ra thì đã chết rồi thì được ướp đá cho lạnh. Còn tôm sống sẽ bên này các bạn. Các bạn có thể chiêm ngưỡng với những con tôm sống bên này. Giá nó khác nhau. Tôm chết rồi thì 300 ngàn, mà tôm sống thì 400-450 một cân. Là tôm này, tôm tiết rang muối cô làm cho khách hả cô? Tôm này mà bữa nay thời giá bao nhiêu một cân cô? 350 một cân. Đây là bếp cua thịt, cua gạch. Đây các bạn. Cua rất là to các bạn. Cua bữa nay bao nhiêu một cân cô ơi? 450 một cân, 350. Thank you.
cơm đang được tẩm gia vị. Đây là làm món gì đây cô? Nướng. Nướng gì cô? Nướng ớt. Đây là mực cơm nướng ớt của đầu bếp đang làm. Tôm hùm út nè và tôm hùm đại nè. Đây là đại lý của tôm hùm hải sản, đây là rất là rẻ, rất là giá lớp, hợp lý ở thành phố biển Nha Trang nha các bạn. Bạn có thể thấy cô đang cầm một tôm hùm rất là to. Cơm nướng ớt đã chín rồi, đầu bếp cô đầu bếp đang bỏ lên dĩa về đây cho khách.